Rosan nồi áp suất điện đa năng FCST60T giúp việc nấu nướng đơn giản hơn. Nồi áp suất điện đa năng EPGST60T Rosan là sản phẩm đã có mặt tại rất nhiều căn bếp bởi nhiều ưu điểm vượt trội sẽ giúp cho các việc nấu nướng dễ dàng hơn. Tiết kiệm được thời gian hơn mà vẫn giữ được hương vị của món ăn, dung tích nồi lên tới 6 lít sẽ giúp bạn tha hồ chuẩn bị đủ thức ăn cho cả nhà. Chỉ cần thao tác đơn giản, không mất nhiều thời gian bạn đã nhanh chóng có những món ăn hầm mà vẫn giữ trọn dinh dưỡng và thơm ngon. Thân nồi làm bằng inox siêu bền, lòng nồi chất liệu gang tráng men chống dính Whitford USA, siêu bền, tăng tuổi thọ chống dính. Không bong chóc xước mòn, đặc biệt là rất an toàn tuyệt đối cho sức khỏe, nồi có thiết kế công nghệ vượt trội với hai van thông minh. Bao gồm một van xả áp an toàn dạng nút bấm và một van điều áp thông minh tự động xả áp khi áp suất trong nồi quá cao, giúp thực phẩm chín ngon và an toàn khi sử dụng. Ngoài ra, nồi có bảng điều khiển tiếng Việt rõ ràng dễ hiểu, núm vặn dễ sử dụng với thao tác xoay núm vặn đến loại thực phẩm cần chế biến thì nồi áp suất sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ và áp suất. Thời gian phù hợp công suất 1000W, dung tích lên tới 6 lít sẽ giúp bạn thoải mái nấu các món cho gia đình. Nồi áp suất đa năng sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian mỗi khi vào bếp. Công dụng chính của sản phẩm, hầm nấu các món ăn trong gia đình, tiết kiệm thời gian, giữ nhiệt độ ổn định với hiệu quả giữ ấm hơn 80% và tiết kiệm tới 30% điện năng so với nồi cơm điện bình thường. Dễ dàng sử dụng, tốc độ đun nấu nhanh, giữ trọn dinh dưỡng, thông số của nồi áp suất điện, dung tích 6 lít. Điện áp 220V, 50W, công suất 1000W, chất liệu, lòng nồi được làm bằng gang tráng men chống dính, thương hiệu Rosan. Chất liệu của sản phẩm, vỏ nồi bằng nhựa tốt, thân dày tăng khả năng giữ nhiệt cho sản phẩm, bên ngoài được phủ sơn tĩnh điện cao cấp tạo nên phong cách riêng cho sản phẩm. Lòng nồi được làm bằng gang tráng men chống dính giúp dễ dàng vệ sinh và an toàn cho sức khỏe người sử dụng, giới thiệu thương hiệu. Công ty cổ phần Rosan Việt Nam tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Vinh chuyên kinh doanh khí hóa lỏng và thiết bị dùng ga 9 tháng 8 năm 1994. Rosan là thương hiệu của Việt Nam, do người Việt Nam làm chủ, hiện Rosan có nhà máy sản xuất đồ gia dụng ở Việt Nam, Trung Quốc và cả nhập khẩu hàng từ châu Âu. Sau hơn 23 năm hình thành và phát triển, công ty cổ phần Rosan Việt Nam đã trở thành một trong ba đơn vị sản chuyên sản xuất và lắp ráp các sản phẩm gia dụng như nồi inox, bếp ga, nồi cơm điện, nồi áp suất điện tự động, lò vi sóng, máy hút bụi, bếp điện tử ấm siêu tốc lớn nhất Việt Nam. Có thể nói, các sản phẩm mang thương hiệu Rosan đang từng bước chiếm lĩnh thị trường và tạo được niềm tin vững chắc đối với người sử dụng. Sản phẩm đang có giá bán 799.000 đồng, link mua sản phẩm mình để ở mô tả và dưới bình luận, nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu, hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.